Chào anh em. Anh em thấy hôm nay mình đeo cái túi và cái áo mưa thấy hơi lạ phải không? Mình muốn chia sẻ với anh em là đi chụp hình đường phố ha, hoặc là đi lang thang chụp hình, hay là anh em đi chụp hình trong những cái mùa này, nhất là ở Sài Gòn dạo này hay mưa, thì chúng ta trước khi đi chúng ta có thể là chuẩn bị một số dụng cụ để mà khi đi chụp mà mắc mưa, hoặc là trong khi đi chụp mà bất chợt cơn mưa đổ xuống thì chúng ta có những cái cách xử lý như thế nào đối với những người chụp hình. Thì bình thường các cái dụng cụ mà để mà chúng ta đi, dĩ nhiên đi trời mưa chúng ta phải chuẩn bị rồi, huống chi là đi chụp hình thì có những cái áo mưa. Thì đi chụp hình á, là hiện tại giờ ở ngoài thị trường bán rất là nhiều loại áo mưa, nhưng mà theo như cái lựa chọn của cá nhân mình là chúng ta tìm một cái loại áo mưa mà nó không có bị dính các cái lớp ni lông lại với nhau. Thứ hai là nó không thấm. Có nhiều cái loại áo mưa nhìn rất là đẹp mà nhưng mà mặc một lúc mà khi mưa thì nó sẽ thấm vô trong cái áo của mình, nó kiểu như là dính nhớp nhớp trong cái cơ thể, rất là khó xoay sở khi mà chúng ta chụp. Thì đây là một cái áo mưa của mình đây, mặc dù nó hoa vậy á, nhìn nó hơi bê đê chút xíu nhưng mà nó là hiệu quả, mình rất là thích. Và khi đi chụp á, người ta nhìn mình, người ta cười vui vẻ, mình cũng chụp được nhiều cái khoảnh khắc ok hơn. Đó là cái áo mưa. Áo mưa thì mình có thể xếp gọn lại, cuộn lại như là một cái đó, rất là gọn như thế này. Đây là mình cuốn hơi ẩu, nếu mà chúng ta cuốn đàng hoàng thì nó rất là gọn, rồi chúng ta bỏ ba lô hay là túi xách. Rồi, là cái áo mưa. Nếu mà có một số cái không gian chụp mà nó thoải mái hơn, chúng ta có thể là mua một cái dù. Ở đây là mình lấy cái dù để đi xe hơi mới chôn được của cụ Hiệp trên xe, nó là cái dù mà kiểu đi vô cửa rồi có thể luồn nó vô để nó không có bị đổ nước uống nó ướt. Đó, thì có một cái dù nhỏ để chúng ta có thể cầm theo, hoặc là cái loại dù xếp để chúng ta bỏ vô túi xách là cái dù. Dĩ nhiên cái này thì nó phổ thông, nhưng mà trong cái mùa mưa nó bất chợt như thế này chúng ta cũng nên chuẩn bị một số cái thiết bị. Mình mang theo một cái túi. Cái túi này cái túi này có thể bỏ vào trong một cái túi khác nếu như trời không mưa. Đây. Thì thật ra gọi là túi thôi, nhưng mà nó cũng có thể là móc cái dây vô đây. Hải đưa dây đây, mà chôn của ta đâu rồi? Ở trong các cái mốt của camera y tế, có nhiều bạn rất là thích cái này, hay chôn của mình lắm. Thì cái này cũng vậy, chúng ta xếp hoặc là chúng ta tháo rời ra để khi cần chúng ta có thể là làm thành một cái túi xách, hoặc là gắn cái dây này vào để chúng ta đeo vào vai như là một cái ba lô. Cái cấu trúc của nó rất là đơn giản như thế này. Chúng ta có thể bỏ nhiều thứ trong này ha, một bộ quần áo chẳng hạn, hay là các cái thiết bị, rồi bánh trái, và đương nhiên là máy ảnh và ống kính, cũng như là các điện thoại, cũng như là một số cái phụ kiện khác. Thì cái này nó gọi là hyperger, tức là nó có nhiều size lắm. Cái này là size 20, nó như là một cái hình ống vậy, dài. Nếu mà các bạn tìm mua thì nó có thể là nhỏ hơn, gọn hơn, và đeo hay là xách nó thuận tiện hơn để chúng ta di chuyển khi mà chúng ta chụp. Cái này thì nó hơi dài, nhưng mà mình thì mình đựng nhiều đồ lắm, với lại mấy đứa kia nó cũng ké đồ nữa, nên là mua cái dài như thế này ha. Đó, nó là một cái loại ni lông rất là dày, chắc chắn, và nếu mà chúng ta có rớt xuống vũng nước thì nó cũng không sao, nó trôi bồng bềnh và chúng ta nhặt lên phủi phủi đi và đeo vô đi chụp tiếp. Đó, cái ba lô này. Còn nếu mà không mưa hay là sau cơn mưa thì chúng ta có thể lấy đồ ra bỏ vào trong cái túi như thế này, và chúng ta xếp gọn lại, nó rất là gọn, nó cũng không có chiếm cái không gian là bao nhiêu hết. Nó cũng bằng cái kích thước chỗ mà chúng ta nhét cái chai nước á, chúng ta nhét vào đó để phòng khi trời mưa, nó như thế này thôi. Đó, rất là gọn. Còn nếu như mà không tìm mua được cái này hay là không thích thì chúng ta có thể mang một cái bịch xốp, cái bao ni lông nhỏ nhỏ để chúng ta bỏ các cái thiết bị điện tử, máy móc ở trong đó. Mình thì mình đi chụp hình thì mình mang nhiều thứ ha. Ở trong này nó nhiều thứ lắm. Nó nào là băng máy nghe, băng đĩa CD, rồi cassette đồ này kia thứ nữa. Thành ra là mình cũng cần phải có cái túi như đây là cái cassette này, để đi chụp xong rồi ghé quán cà phê ngồi nghe nhạc. Đó. Rồi. Chưa hết. Nếu mà các bạn không phải là cái máy hình mà chúng ta chụp điện thoại thì cũng vậy. Chúng ta nên có một cái này, cái nội gọi là waterproof siêu bét, có nghĩa là chúng ta nhét cái điện thoại vào đây để bảo vệ. Đó.
bảo vệ cái điện thoại. Và cái loại tốt thì cái mặt trong này nè, nó sẽ ít cái độ xước cũng như là mờ khi mà chúng ta nhét vào trong này và chúng ta chụp. Thì thường thường là khi đi chụp mưa thì cái độ sắc nét cũng như là độ trong của cái không khí các thứ nó cũng không có được như bình thường, nên là chúng ta có nhét đây nó mờ chút xíu cũng được, miễn sao cái ảnh chúng ta có nội dung và ý nghĩa đó. Các chỗ đây thường thường mày đưa nó lấy. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có nên, các bạn nếu mà chụp máy ảnh á, thì nên có thêm một cái số filter đây, nhét trong túi. Ồ không, có ba cái thôi. Đây là cái băng cassette rồi, băng đại lý mới mua, mình thích nghe cassette. Thì các bạn nên có một số cái filter để bình thường thì chúng ta nên tháo cái filter UV ra để chụp cho nó trong, nó không bị ảnh hưởng đến chất lượng của ánh sáng đi qua ống kính. Nhưng mà nên có một cái thấu kính, cái filter UV khi gặp trời mưa thì chúng ta vặn cái này vào trong ống kính để làm chi. Cái loại đặc biệt của Hoya thì nó khi mà giọt nước nó rớt vào trong cái bề mặt của thấu kính này á, thì nó lăn đi giống như là giọt nước rớt trên lá sen vậy, nó không có rớt xuống, nó không có nát ra rồi nó bám như trên cái bề mặt đó, mà rớt lên cái như là dìn nước trên lá sen, nó lăn đi và chúng ta vẫn chụp hình bình thường trong mưa đó. Rồi cái này thì hôm bữa anh Khánh Kevin đã trên tay rồi, mình sẽ tìm cái dịp nào đó để tặng các bạn mấy cái này để chúng ta chụp mưa nha. Rồi về cái máy ảnh thì ngoài từ điện thoại cho đến tất cả các loại máy ảnh, khi chúng ta mà đã có ý đi chụp mưa, muốn có một cái bức ảnh khoảnh khắc hay là chất lượng, thì các bạn nên cầm một cái máy ảnh đi. Dĩ nhiên là nó phải lấy nét nhanh chút xíu, mình cái này mới mua RX100M6 lấy nét rất là nhanh, 0.03 giây. Và dù cho nó có công nghệ gì phức tạp hay là cao cấp thì mình nghĩ là khi đi chụp mưa chúng ta cũng nên để ở chế độ tự động, gặp khoảnh khắc là bấm nút và chụp ngay, chứ không phải là ngồi xoay xoay vặn vặn chỉnh qua chế độ M á. Chế độ M là chế độ mò á ha, chứ mấy người kêu là chế độ Pro gì đó, M là mò. Chế độ A đi, để qua chế độ A, mặc dù người ta gọi chế độ A là amateur, xin lỗi mình đùa chút xíu, thực ra chế độ A là chế độ ưu tiên khẩu độ, mình sẽ nhanh hơn khi chúng ta thao tác để chụp ngay cái khoảnh khắc mà cuộc sống hối hả khi mà cơn mưa ập đến. Trong túi mình có một cái khăn nữa đấy, cái khăn này nó nhỏ nhỏ thôi và dĩ nhiên là khăn khô, để khi mà mưa mà không to, mưa mà hơi lâm râm lắc rắc, chúng ta có thể dùng cái khăn này đậy lên đây đó, lòi cái ống kính đây một chút xíu, chúng ta có thể là chụp được. Và nó rớt qua đây nó thấm vô khăn, nó không xuống đến cái máy. Mà nếu mà nó có rớt vô cái máy thì mình lại lôi nó ra và lau khô ngay để bỏ túi đó. Còn nếu như mà cái máy chúng ta mà nó lỡ bị ướt nhẹp nhẹp luôn thì mình thấy mấy bạn khuyên là về bỏ vô tủ chống ẩm hay là bỏ vô cái tủ mà có gạo rang gì đó để nó hút hết hơi nước ra. Thì mình nghĩ là như thế này nè, là anh em nên khi mà nó đã ướt đẫm rồi, nguy hiểm rồi, thì chúng ta tháo pin ra, dĩ nhiên là tắt máy rồi, tháo pin và chúng ta về chúng ta bỏ tủ chống ẩm hay là để cho nó khô ráo, và nên mang ra một cái shop nào đó, ví dụ Khánh Long hay là Phong Digicam hay là mấy cái chỗ mà nó có làm dịch vụ. Ở Hà Nội thì có anh bạn mình là Cường Đỗ Mạnh á, là chuyên về bảo trì, bảo dưỡng máy ảnh, rất là chuyên nghiệp và rất là có tâm. Thì chúng ta mang đến đó để các cái chuyên gia đó họ kiểm tra và họ xử lý cho chúng ta, chứ đừng có tự làm cái gì đó mà mình không rành, không biết, và nó ảnh hưởng đến các cái bo mạch điện tử ở bên trong này, nó sẽ hư cái máy và chúng ta sẽ tốn nhiều tiền hơn. Rồi, dĩ nhiên là trên cơ thể chúng ta thì cũng nên có những cái để mà bảo vệ bản thân mình. Ví dụ như là đôi giày đi mưa, giày này không đi mưa. Ví dụ như là đôi giày đi mưa hay là quần áo sao đó để nó mau khô, thấm cái là nó khô ngay, hồi mấy thằng bên cạnh nó chịu không nổi. Rồi, rồi nón cũng vậy, đây nón mình nón vải, tại chiều nay đi nó không có mắc mưa mình lấy nón này. Mình có một cái nón mà nó phủ một cái lớp nhựa, nó không có bị mưa, không ướt đầu về, không bị cảm đó. Rồi nãy giờ thì các bạn thấy là tại sao hôm nay mình là đeo cái này mới xin được của bạn gái kéo lại cái túi như thế này, mình rất là thích để đi chụp hình đường phố. Xin chia sẻ với bạn luôn, nhiều người hay cười mình, nhưng mà đeo cái bức đeo một cái túi kiểu như vậy ha, đội cái nón, mặc đồ cũng sạch sẽ chút xíu, hoa mình thích cái áo mà hoa văn đồ nữa kìa. Thì khi mà anh em đi chụp mà
đi chụp ngoài đường phố thì đây ví dụ đó thì người ta tưởng mình là khách du lịch phương xa đến, người ta sẽ ít có cái khó chịu, ít cái cảm giác khó chịu, người ta sẽ nở nụ cười với khách du lịch hơn là thấy mặc quần cọc rồi đi soi chụp khó chịu đó. Thì mình thấy cái này nó hiệu quả. Hôm qua đi vô trong hẻm chỗ phở Phú Vương quận 3 chụp hình, đi chụp xong người ta vui vẻ lắm, đến khi mình đi mình nghe đằng sau họ nói BD họ kể đó, miễn sao mình có hình để mình gửi lên Facebook cậu like được rồi anh em ha. Rồi chúc anh em có những bức hình trong mùa mưa bất chợt, nhiều hình đẹp, ý nghĩa, nội dung hay và phản ánh được cái cuộc sống có nhiều cái vất vả lắm của những người xung quanh chúng ta đang phải chịu trong cái mùa mưa, nhất là những cái con đường ngập lụt. Chào anh em.